Có một sự đáng yêu ở trong video này. Bạn đã từng thấy con gà nào nhỏ như vậy chưa? Sự thật là chúng rất tình cảm. Khi chủ nhân đi phía trước thì nó sẽ theo sau như thế này. Và chúng cũng khá là ngoan. Chỉ cần nghe tiếng kêu gọi là các bạn sẽ bập bẹ đi đến ngay. Thực ra chúng không phải là gà, mà là một loài chim cút Montezuma ở Mỹ. Khi mới nở nó rất nhỏ bé, và nhìn vào bên trái là hình dáng của chúng khi 3 tuổi. Nếu so sánh với một chú gà con bình thường, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất nhiều. Thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái nắp chai. Còn đây là diện mạo của chúng khi lớn lên, nhìn khá đặc biệt và dễ thương phải không? Hãy nghe thử tiếng kêu của nó như thế nào.